cập nhật trên cổng tin tiêm chủng vaccine COVID-19. Đến chiều ngày hôm qua 31 tháng 12, cả nước đã tiêm gần 151 triệu liều vaccine COVID-19 các loại. Số liều vaccine đã tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 137 triệu 300 ngàn liều, trong đó gần 63 triệu 300 ngàn liều tiêm mũi 2 và hơn 3 triệu liều là tiêm mũi 3, mũi bổ sung nhắc lại. Đến nay, tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 99,4% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 89,9% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 96,1% và 86,8%, miền Trung là 96,8% và 88,2%, Tây Nguyên là 96,8% và 82,6%, miền Nam là 100% và 92,6%. Về tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, các tỉnh thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này là Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương, Bạc Liêu và Hậu Giang.